Thì hòn này là rất có dấu hiệu đấy nha. Đá thử chim đúng không? À kìa. Kìa rồi. Anh em yên tâm nhá. Tôi hết một game tôi lại tạo phòng mới. Ô bốn. Ôi giời ơi. Vô địch. Messi. Vô địch, vô địch, vô địch, vô địch. Vô địch rồi, tôi vô địch rồi, tôi vô địch. Số này khóc thôi. Messi. Vô địch rồi, tôi vô địch rồi, số 3. Đéo được vịt là được cái gì đúng không? Ôi trời ơi. Kìa. Bật đi hòn toàn có 2 sao mà đổ mớ rồi. Chứ gì đã đông má rồi. Mọi người. Ê. À thôi. Ê ơi. Ừ ghê. Bật tí hòn đã phải người yêu riêng nhỏ ừ, không phải như nào cơ nhờ. Ôi có cao thủ hoàn toàn này. Bồ lông, bồ lông, bú 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 bú. Bồ lông là ăn chay. Chờ 7-8 con vịt ạ. Sợ thật. Đã thế. Úi dồi ôi, toàn đôn gì này? Ngẫu nhiên ơi. Cái cuối này làm gì còn vịt mà chơi. Đặt con ngẫu nhiên đi, ngẫu nhiên đi. Vịt ạ, sợ thật. Anh ngẫu nhiên đấy, cho an toàn. Ngẫu nhiên mà... Ngẫu nhiên mà ra bổ câu với lại cả đặt bom thì vẫn được chơi nhá. Ok ok anh ơi. Ngẫu nhiên thì... ngẫu nhiên mà ra bổ câu thì... Thì được chơi, thì được chơi. Ừ, bởi vì ngẫu nhiên mà. Ai nào? Ai sẽ là nạn nhân của tôi đây? Wow, thằng nào mà vào mà đi gần tôi nhá, tôi bú nó luôn. Uê, hello. Anh canh cho anh xếp sách ấy. Ok ok, để em canh nào. Nhanh lắm, nhiệm vụ của tao làm nhanh lắm. Em lại có phòng tò mò biết đâu. Ôi nhặt luôn. Ờ, anh nhặt được nước, anh nhặt được nước rồi. Từ từ lên trên để xem còn không em ơi, ở dưới toàn nước thôi. Đi 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 chung, đi chung cho an toàn, đi chung cho an toàn. Không, quả này là vịt nó vừa hiến tế xong, ấy vừa làm xong là hiến tế liền luôn đó. Ờ không bỏ ăn được, không bỏ được. Từ từ anh nhặt được nước này, anh bỏ nước này. Rồi xong rồi, hết rồi, ok này. Xong rồi. Anh nhặt. Này là mấy hiến tế mà nó. Đúng thế. Sao ở trên phòng thí nghiệm mọi người, em thấy ông hát. Ông hát. Hát là người hát là ai? Úi dồi. Ông Hy ạ, ông Hy ạ. Tôi đang ở hội trường mà. Thế mà sao lại hội bạn ơi, nhưng mà tôi chạy ngay sau bạn ở chỗ phòng đốt ý. Bạn chạy qua ngồi, bạn chạy từ phòng thí nghiệm, bạn chạy qua phòng đốt rồi. Tôi chạy theo bạn mà. Chắc là tôi không đây. Tôi đang ở hội trường mà. Tôi đang làm cái nhiệm vụ mà cho mấy cái viên bi vào ạ. Bây giờ không có tạng hình, không có kẻ đào tạng. Thế hát ở dưới có ai có thấy hát ở dưới hội trường? Có ai đồng chí hát ở dưới hội trường không? Đang hiến tế mà. Thì... Không, đang hiến tế là mọi người đều có hiến tế. Một người đang ở hiến tế mà. Tôi đang mở cái tab, một người đang hiến tế luôn, chả biết có ai. Thế đâu có ai chứng kiến đâu. Tôi là tôi không thấy các bạn là Hy đâu, thật. Tôi cũng không ai để ý. Tôi là đi từ hội trường ra luôn. Cái Còn là bạn kia, bạn ấy giết phải Canada thì sao? Ừ, cũng có thể. Cũng có thể. Nhưng mà cái câu chuyện là như này. Cái câu chuyện là em đang làm cái vặn cái âm thanh của vịt ấy. Âm thanh của cái đài ở trên phòng thí nghiệm ấy. Thì em thấy bạn ấy giết không bạn chạy. Ủa sao lại âm thanh của vịt? Ủa? Tôi làm sát bạn là Canada nhận đi. Biết con Canada còn sống là biết mà. Không, có cao thủ đây, cao thủ đây, cao thủ. Nhưng mà cao thủ mà. Hoàng đối với thằng Hy là tại vì thằng Hy rộng ra ngoài đấy nhá. Nhưng mà cao thủ làm nhìn thấy cái xác này là em phải report luôn. Em đuổi theo xem em là ai mà. Nào, ngoài Canada này. Ôi ôi, vịt kìa, ôi ôi. Vịt nào? Ê, con là vịt đấy. Ờ, nhưng mà ông nói thầy của vịt nghe lú luôn. À, nhiều khi là ông. Mày đứng đây thế hả Thanh? Nào. Anh em lại hiếm thế. Sức kìa. Lấm, đây, để đây tôi lấm cho. Ok, ok. Đi. Đây, em có xúc xích rồi. Từ thiếu nước, anh phải đi tìm nước nữa.
Có mấy chuyện này. Khôi ơi. Khôi cái gì? Khôi cái gì? Tao bảo tao đi tìm nước. Uầy. Đây, từ từ bình tĩnh, tao phát hiện. Khôi cái đéo, tao phát hiện ra hai xác, tao đứng ở đây. Bình tĩnh. Ui. Ê, con người chết này. Khoan, từ từ. Anh Khôi kêu là có hai xác, và thực chất là tôi thấy có một xác, và một xác là do thằng AB nó chém. Đâu, có hai xác ở đây với thêm một xác ở trên là ba xác em ơi, ba xác. Anh ơi, là ba xác. Ừ. Và em chỉ thấy hai xác và anh chỉ có hai xác. Thằng AB nó chém sau một xác thì có nghĩa là anh thấy một xác do cao thủ chém. Đâu? Tôi không bút xác và là cái xác tôi đạp và chỉ là chỗ đó có hai xác thôi. Đúng. Ủa? Đúng. Anh thấy AB nó chém một người. Anh thấy hai xác ở đấy nhá, là xác màu hồng hai với xác. Cả màu xác màu cam là hai xác ở đấy. Xong rồi thằng AB nó chém thêm một đúng không? Thế là tổng là ba xác. Nhưng mà chỗ đó em thấy hai xác thôi anh, và em đạp một xác em không rung. Một xác ở trên nữa, tức là phải đi lên trên mới thấy. Đúng rồi. Ừ. Thì là cái xác một cam ở tầng hầm anh. Thế là tầng cam ở tầng hầm anh. Ủa, thế sao chỗ anh lại tận đến tận ba xác? Nhưng mà từ để hình như là anh Khôi đã đai sao rồi. Tại vì có một xác cao thủ, tôi không rung nhưng mà tôi đạp trúng. Không, anh sao đa được, anh thấy xác là anh báo thế, không thì anh giết mày rồi đúng không đét? Không, tao giết mày rồi chứ tao đứng nói chuyện mày làm gì? Bây giờ vốt thằng bây giờ vốt thằng AB trước. Vốt thằng AB trước đi. Từ từ. Đừng vốt AB nào, bay lên đâu được. Anh Khôi là một vị. Ủa thế thằng AB nó thế thằng AB sao nó giết người? AB đang đi nghe từ đầu anh ơi. Anh Khôi là vịt. Thôi rồi. Nhưng mà sao tao là vịt được? AB lên rồi đi, AB lên rồi đi. AB là gì AB? Chết rồi, đa rồi. Khôi phe thứ ba nha, Khôi phe thứ ba nha. Đa luôn nè. Trời ơi. Ở đây Canada lộn. Em chưa kịp ăn luôn. Khôi bốn ông ạ, trời. Vịt giết nhiều lắm rồi đây. Ê, cái thằng đét này nó cứ đẩy cho mình thôi. Ủa thì thấy hai xác chứ anh? Ba xác. Có ba xác, thêm xác thằng kia giết. Cao thủ. Mình đi giết hết xác từ nơi rồi. Tao thấy dưới chân tao là hai xác, thêm xác thằng Aben chém nữa là ba xác. Nhưng mà thấy hai xác nhưng mà có một xác cao thủ thì tôi là phải thứ ba. Tôi biết là Ron mình ông chết rồi, đang bị fake ra Ron rồi. Đọc được mà. À, khoan kêu mình vốt Aben mà sao vốt sớm đấy. Một đầu. Bàn lộn sâu sớm, cao thủ nó giết nhanh lắm. Giết thì chưa không báo. Lỗ ra thôi, phê thứ 3 ghi ra đa mà. Nhưng mà tại sao đâu kìa Aben đâu. Lúc đấy thằng Aben giết người, thì có thể là vốt nó hoặc là bỏ qua. Nhưng mà tại sao tao làm gì mà đến tận 3 vốt? Chúng mày biết nếu mà tao là đa, tại sao nếu mà tao càng là đa, tại sao chúng mày lại vốt vào tao đến tận 3 vốt được? Anh ơi, 3 vịt anh ơi. Đang phân tích mà, 3 vịt thôi. Mà ba vịt chúng ta Nếu như bảo là ba vịt nhá. Thằng nào mà ba vịt thì lại càng phải đẩy vào. Để giết thằng kia. Có người mới vào được kìa, 16 được kìa. À có người. Kiều ơi Kiều. Con Kiều. Dạ. Kiều tiếng quạt là hơi to, Kiều để số nhỏ đó Kiều ơi. Ok nha, thế đủ hết rồi đúng không? Tú ơi, Tú ơi. Tí hòn nha. Dạ. À được rồi. Chạy. Quên mất thằng AB là nó ra. Lú quá. Đã xong đấu rồi nè, đã xong đấu. Tại đang nghỉ quả đó là thằng AB nó là dân phòng, nó chém xong rồi. Đang bắt ăn Khôi tận Khôi. Rồi. Ôi giời ơi. À số 9 đi này. Chơi gì. Chứ này số gì nữa trời ơi. Để cao thủ. Xong ra bắt ăn Khôi là bột nông được chứ, buồn cười. Thì đấy, gián điệp xem Khôi là gì mà anh Khôi tự tin thế. Anh Khôi nuốt ai chứ anh Khôi? À được nuốt ai đâu. Anh Khôi đói luôn. Thịt đang ngon, đang chi một kin nãy giờ 3.22 bát rồi. Vâng, ui, có ám sát rồi. Anh Khôi game này làm lại bột nông chứ. Anh Khôi ám sát rồi. Và quả đất đa nó hay thiệt, chém xong bị hai đứa kiểu dí cho chết luôn. Mà sao nãy... À, tao áp cài nhá, xuống lấy nước anh nhá.
Không, tại vì nghỉ nó ra những cái nước đang đi với nó mà. Tôi số 10, Amen, Lay It. Đấy. Mọi người ơi, tôi là Ngọc nha, tôi số 2 nha, tôi chọn Ngọc Nguyên ra Ngọc nha. Tôi tên Hưng. Có ám sát đấy, đừng khai rốt nữa. Ám sát không bắn được Ngọc. Ám sát không bắn được Ngọc. Chứ là đừng khai rốt mà. Không, không, tôi không được. Không được, à. Có Ngọc 3 game mới bắn không được thôi. Thông thường cũng không bắn được. Thường bắn được. Không. Bắn được mà. Bắn được. Thường bắn được. Bắn làm mẹ như thằng Ngọc Thường. Bắn bình thường, cứ chết chứ. Thôi. Có ám sát. Rồi chúng ta có nên ở lại đây bảo vệ cho Khôi. Bảo vệ để tôi giết hộ. Bảo vệ anh Khôi đi. Này anh Khôi như anh. À, đứa nào bảo hiến tế tôi. Ai ta em lấy nước mà. Anh Khôi. Thôi mèo bảo vệ đi. Tâm tâm đâu. Đây đây. Chịu coi đây nha. Chịu coi, chịu coi đây. Chịu coi đada nha. Chịu coi đada nha. Chịu coi đada nha. Ok ok rồi. Tạo cho anh Khôi một bất ngờ. Không biết gì không. Ai ai đada đây. Ai đada, ai đada, ai đada. Chịu con, chịu con, chịu con, chịu con. Qua 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 qua. Mọi người ơi, mọi người đang như đó, cái tôi đi lên chỗ hầm hộp cái có cái xác. Xác của heo thiếu tranh tiền. Em xin đây, em xin bích, em xin bích phải là cứu con chạy qua em, xong rồi chém Hiếu luôn. Em đi Hiếu Dada từ nãy rồi. Thì cứu con là Dada còn lại rồi. Đúng rồi, tôi là Dada. Rồi. À, Dada xuống đấu. Ừ, thôi để tôi khen ngỗng cho. Đừng giết tôi. Ok. Ok. Tại vì nãy là Hiếu đi làm nhiệm vụ nhanh lắm, vội lắm. Em nghi Hiếu Dada nãy rồi, xong rồi chạy qua đi cùng Hiếu thì thấy kiểu con tiếp. Em nghi là Dada. Ok. Đúng, em là Dada xuống đấu thật. Để em phải ngẫu okay. Tin em luôn. Thôi, cái xe bắn thôi, skip thôi. Đừng bắn, đừng bắn. Skip vào chắc chắn rồi. Skip vào chắc chắn rồi. Ôi, cho nó một vote qua ấy đi. Mà Tú chết kìa, Tú chết kìa. Ê, chú đổi chết kìa. Cái này có những con gì vậy ta? Có con gì mất dạy không các bạn? Cái toàn con xịn thôi. Tôi kiểm tra xem nào. Thằng Hy tôi là ngọc, tôi đang say nấm vỗ. Bạn làm nhiệm vụ của Vi đúng không? Tôi đang say nấm. Tôi không phải là tôi là ngọc, tôi là số 2. Nãy tôi nói rồi. Không, bạn làm nhiệm vụ của Vi tôi nhớ rồi. Ô. Ô dạ, say nhiệm vụ. Chém Dada. Ô, ông lộ thế. Có sát thủ mà. Có mà. Dada mà, Dada cảnh sát trưởng là gì đâu. Trời ơi. Tạm biệt He, tạm biệt He. Kiểu con là Dada. Anh em bảo kiểu mà. Dada mình chả biết là Dada thật hay đùa thì mình chỉ biết là chém Dada thôi. Tạm biệt He. Chăn chối đi ông. Quá giận quá. Thì biết là Dada rồi cứ để nó cứ sống đi đâu làm. Không biết không nghi rồi. Rồi. Không nghĩ là Dada được. Không nghĩ là Dada. Dada sẽ phải vì tôi. À phải. Nhưng mà chắc gì Dada? Chắc gì đúng không? Biết nó lừa tao. Nhưng mà từ có thể ông nghe không nói tin, có thể ông nghe cũng nhầm này. Ôi giời ơi. Rồi bãi về. Đây luôn. Đi luôn. Ý quả đi luôn. Sao nguy hiểm nhờ mình gì cũng chuẩn thế nhỉ. Tính này chắc lấy lê gấp. Chắc lấy lê gấp rồi. Không nhưng mà thằng He nó là vắng hay là thằng cừu con nó là Dada là đúng rồi. Thế sao thằng Bin lại phải tố cáo thằng He giết thằng cừu con vậy? Ừ đúng rồi. Thì là em thấy chém chả có lý do gì cả bởi vì cừu con bảo rằng theo khe ngỗng mà. Thế ván trước em không họp với mọi người à? Em có thì đúng cảnh sát trưởng bảo rằng là nếu mà cảnh sát trưởng thì bảo theo khe ngỗng thì cảnh sát trưởng chém làm gì nữa. Thằng Bin này có vấn đề. Tôi cho thằng Bin một dao mới được. Thằng Bin này chắc chắn có vấn đề. Tôi phải cho nó một dao phải không? Quay chú Khôi dưới đây mẹ. Em rồi rồi anh Khôi. Tao nấp trong hang. Canada. Quay chú ơi uống nước được không? Tao nấp trong hang xương mãi không thấy gì. Ảo thật. Hay là Canada đấy.
không? Bình tĩnh. Bình tĩnh. Ôi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi giời ơi. Anh Khôi. Anh làm gì vậy anh Khôi? Anh giết cho mặt em này cũng hổ. Tuyệt. Anh có lời gì cá chối không anh Khôi? Thôi. Ôi dạ. Thôi ơi, thôi ơi. Tao là vịt, giết tao đi. Ok. Anh thật độc ác. Nhưng mà phải anh không ngờ đúng không? Không ngờ. Đéo ơi, tao đã đi được. Tao đã bảo là đừng làm gì rồi. Mày xem một con vịt nó chém trước mặt mày đi không? À để ăn viên đạn à? À. Tao đã bảo là đừng có nói gì rồi vẫn cứ đi tố cáo, rốt. Chơi game rốt. Ơi, quá chán để giải thích. Đấy, treo tao lên. Thế thì vẫn phải tin anh Khôi lên ý thật. Chán thật sự. Bọn này, nếu mà anh Khôi mà nói vậy thì lên gất rồi, tại vì Dada chết rồi mà. Ai chuẩn bị to ăn viên đạn đây này. Anh Khôi trốn mà. Anh Khôi trốn. Tao chạy theo thằng Quang. Tao chạy theo thằng Quang, tao bảo đứng lại. Nó cứ chạy thôi. Điều là Canada, anh lại giết em thì nó sẽ hiện thông báo mà. Vậy lộ dâu lúc đấy rồi. Sao mày không đứng lại cạnh tao? Trời đất. Không kịp. Skip. Em không kịp đấy chứ. Đét ơi, chỗ cũ đét ơi. Ô, tao không bị bắn này. Bạn ơi. Anh Đỉnh ơi. Tao không bị bắn đấy, có khi thằng Bin là đấy thật, ám sát thật. Ê, ám sát đã chết rồi. Ờ, thế thằng Bin là ám sát, thế tao chém chúng thằng Bin là gì nữa. Có chết để đi. Ờ, đấy. Ờ. Chúng mày tố cáo tao đấy, giết tao đấy. Chả suy nghĩ gì cả. Cay thật đấy. Đã cay thật sự đấy. Vì đã nghi thằng Bin thì nó có vấn đề rồi. Ông vẫn tố cáo mình để định giết mình. Đáng yêu chơi game kiểu gì thế. Anh không ngờ phải không anh Khôi? Ngờ thế đéo được. Có lại rùa. Tao tính toán quả lại bảo người ta rùa. Tôi chuẩn bị chết này. Nghi rồi, tự dưng thằng Bin nó ra nó tố cáo thằng He là cảnh sát trưởng là tội nghi rồi. Nó chỉ có thể ra tố cáo để nó bắn đâu ấy, đúng không? Sao anh thấy mọi người bình chân như vậy thế nhỉ? Cảm ơn xin nhé. Lý do tại sao vậy? Vịt nó còn không thể chém cơ. Khóa. Bây giờ lọc người ra này. Anh 10 điểm. Chỗ bọn em từng ra là người ta có 4 người này. Là những ai? Đâu ai chết đâu. Có. Ông đi thần chết rồi. Ồ, đi thần chết rồi. Có em này, Ben này, Hưng này. Và Quang này. Ờ. Quang. Ê. Đến này. Thế tí hon đi với ai? Đi với em từ đầu, lúc spawn luôn. Em đi với bạn Hi ạ. Cái Dead với Buddy thì làm gì? Không, em trốn anh ơi. Em có gặp... Em nói chung là em biết bí mật. Em đang đứng với ông Duy Thanh. Ủa khoay, chú Khôi đi thay đi cái sách đó ở đâu chú Khôi? Chú chỉ đang hỏi mọi người ở đâu. Không, cái này đúng chuông mà. Dead, em biết chuyện gì vừa xảy ra không Dead? Trời ơi, bình thường mà anh ơi. Sao lại bình thường em? Em đang đi một mình ấy. Và có người chết ấy. Có thể đệt mà. Ui ôi, có ám sát. Ôi bình thường mà. Còn ám sát. Còn ám sát. Còn ám sát. Sao đây? Ám sát là hết rồi.
Đúng thằng đét thật. Đúng thằng đét thật. Ôi thì bố tôi. Chỉ có thằng đét thôi. Đi. Bốn người đứng cạnh nhau gì thì mới lập người thôi. Mình ông đi lẻ thôi chứ giờ sao. Trời, đéo đủ vô. Sai đâu này. Sai này. Có gì đó cần cấn ở đây này. Có bốn người kia này. Em mà em chắc là bốn đét rồi. Nhà thì bất bình thường anh Khôi. Quay Khôi ạ. Bi thấp y nó còn giết, nó còn report xong, nó còn báo cáo, nó còn lộ em ra luôn. Tao chịu đấy, mày đi báo cáo đúng mày, mày là phe phe vịt, chứ không phải mày phe ngỗng nữa, mày báo cáo làm gì? Biết là giết được Dada rồi, báo cáo. Ờ thì anh bảo thằng em Bin là, đấy. Em là he mà, thằng Bin không hiểu sao ạ. À, nó còn đi thôi. Báo công việc thằng bồn lông. Nó tố cáo cảnh sát trưởng giết người ạ. Kiếp đi. Còn bồn đông nữa. Thôi, boss đừng dead đi, thằng quan. Không phải dead. Skip đi. Tôi khai băng vịt này. Hay này, mở định này, với lại AB này. Băng vịt luôn đó, boss đi, boss đi, boss hay trước đi. Skip đi, còn bồn đông ấy. Trời, cái ông Moody này, một con có mấy cái vịt này. Tôi là cái sơ không? Skip đi, còn bồn đông không boss được đâu. Không sao, giết vịt trước đi, ba con vịt lớn. Có ba con vịt lớn. Vốt đét đi. Còn ai còn súng đâu. Nhưng mà vốt đi. Không vốt được, còn ba vịt. Cái ông kêu đi này cũng chứ. Cái gì rồi mà. Bồn đông không vốt được, bồn đông không vốt được. U Canada vốt người U Canada chứ. Ủa là sao. Ủa không vốt Canada kìa. Ôi giời ơi. Trời ơi. Thì không giết. Tí không bản là không giết thì sao mà. Ủa mẹ à rồi. Bây giờ nó bảo là còn ba vịt với một bồn ông. Ê trời gì ông phải toan rồi. Trời ơi phát đấy bảo bị bảo bài nhiều luôn mà đa ba bên vịt nên em nhìn thấy giết em tưởng là ấy thì chết nhiều chết nhiều chức năng quá. Em khám nghiệm em có báo rằng là thì dự, thì thôi khám nghiệm thôi bảo cứ bảo là có thể xác thôi cứ như bảo gì đâu. Ừ thì yêu bảo dân phòng hay cảnh sát trưởng đâu thì nó cũng chỉ chọn một trong hai thôi gì nữa. Tôi bảo nếu mà còn bồn ông ấy thì bốt đi không ấy bốt thằng đét mà cũng đi thế thôi không em còn bồn ông bạn ơi còn bồn ông thì tôi lì thế nhở bồn ông sao bốt được bạn lì ghê nhở lì thật đấy. Thôi bây giờ bốt đét trước đi. Còn okay. Bồn ông không vốt được bồn ông ok là bốn skip không vốt được ông ơi bồn ông chỉ mà chỉ skip thôi bây giờ anh em cứ hiến tế ra hiến tế chém nhờ bắt con bồn ông là được. Dạ. Chưa biết ai bồn đông rồi đấy. Hưng nó bảo nó là ngỗng này. Thì bây giờ còn ba người cứ tập trung vốt một thôi. Không vốt được. Vốt đi chẳng phải còn ba người sao. Thì tôi bảo là giờ vốt hay đi hay là vịt mà cứ tin tôi. Cái nó không. Ê, bây giờ vốt Hi trước đi. À, Hi ơi, à, anh em ơi ra kho nha. Đây bồn đông. Ok. Thì chết. Đấy thấy không? Lại nữa. Vãi vậy chứ. Đó. Mình cứ skip thôi. Bồn đông ai. Cút rồi. À là còn 3 con vịt đúng không? Bồn đông rồi. Ừ. Nó. Bạn này vịt thắng rồi. Ba vịt thủ. Bạn này vịt thắng rồi. Bắn chuẩn đấy nhá. Chạy sao bắn chuẩn thì tôi không bảo ông là cảnh sát trưởng hay tôi không bảo người kia là Dada hay không. Mà bắn rất chuẩn. Ừ. Đó bắn nó 50-50 mà. 50-50 thì đỏ nó vào. Dân phòng cảnh sát trưởng. Ừ. Rồi dân thì có 50-50 thôi. Không nghe kịp ấy. Thế đây là không dừng được. Bắn sau anh. Đâu bài đâu bốn gì đấy. Ông không cần lộ thế đâu. Cái thế kệ đó. Xem bồn đông bị giết à. Xem bồn đông đi. Rồi xong. Bọn này chơi mất thật giàn thật. Thua mẹ rồi gì nữa. Thế thôi, bút mai quyết định. Canada. À, từ. Thôi anh em trong gớm rồi ra rô đi, ra rô để viết đi. Chắc là mai quyết định là bồn đông mà, bồn đông Canada. Không. Nếu như vậy cũng được. Bồn đông thì nó nuốt tàu rồi chứ nó không có. Tao biết rồi mai quyết định mà. Aben là gì đấy? Aben này. Thôi tôi bạn đi rồi. Tôi là ngỗng. Thôi, thế bây giờ tôi... Trời ơi, lộ rôn là đánh là thắng rồi, còn gì nữa. Thôi, anh em skip ra tiếp đi, tụi nó không khai đâu. Ủa, skip đi. Tôi muốn chém người. Ban vịt vốt đi còn gì nữa. Chạy mới đi, thua rồi còn gì. Thôi,
vote kỹ sư mà trời vote mai quyết định vote thôi vote mai quyết định nha đu bảo là kỹ sư mà được cho mọi người chơi đợi bài ngửa chứ chơi nữa vote đi cái bài ngửa đi gì nữa thắng rồi. Được hai người có súng. Thấy không anh để em nói rồi còn 3 vịt với một bồ nông mà. Thì ăn biết rồi. Một này ngông này nguy hiểm. Ui, vịt này nguy hiểm. Anh cảm ơn Minh nhá. Ui, cảm ơn Minh rất nhiều. Thank you em. Cảm ơn em nha, cảm ơn Minh. Cảm ơn em. Vịt cao thủ hết rồi. Em người tốt, em người tốt việc tốt đấy. Ngông là cao thủ toàn giết nhau mà. Đấy, đúng là thế đấy. Ba con vịt chung rồi. Ủa sao bồ nông lại nuốt giỏng. Tôi kêu đi chém đi. Bật cố luôn được mình ạ. À. Cay thật không bấm kịp ạ. À. Đi ngắt qua rồi. Kêu đi chém này không cứu được thật. Còn ba khó lắm. Khó quá anh à. Bồ nông không nuốt được luôn nè. Ủa anh Khôi hỏi nước em được tiếng chết chưa hả anh Khôi? Tổng đi chôm sao mà nuốt. Anh hỏi về đổi tiếng chết chưa? Mày câu giờ chỉ có 7. Rồi chết chưa? Chết rồi. Chưa chết rồi. Chết rồi. Vừa chết xong. Em không biết em. Người đầu tiên chết rồi. Em không biết em bắn luôn cho nhân chứ. Thằng Ben này. Thằng Ben này như không biết cái sao ấy. Đấy. Chạy nhá, không đá chim nhá, tắt đi nhá. Chơi lịch sự này. Ok. Go. Messi. Ôi, cái gì ấy? Đi đây. Biết cậu vào đây. Nào đây. Hai đem laptop ra cái đường chơi đây. Hai thần sấm đấy. Ui số 2 luôn. Ôi giời. Mấy ông Nguyễn Bảo kia thần sấm. Ôi giời ơi, mẹ số 2 toàn rác đéo ngẫu nhiên đi. Su. Đây rồi. Được làm vịt rồi. Em định ban rồi mà em đương tay cũng để anh ban rồi, ban đi. Ô, ngó nhìn hết rồi. Ta chơi ngẫu nhiên này. Ô. Ngẫu nhiên hết thế này, ok. Ngẫu nhiên hết này, tí vào là loạn lắm đấy. Anh Khôi đa hả? À, còn chưa đến lượt chọn. Khó cơ đúng không? Anh Khôi chết. Tôi có gián điệp mà, ví dụ có ám sát nữa thì uống sợ. Đéo biết có những vịt nào đâu, thật, vì toàn ngẫu nhiên thôi. Không, mà cái combo đó là hơi bị ghê. Một quả gián điệp rồi. À, còn lại toàn đôn chán thế. Nhìn ngẫu nhiên đấy. Toàn ngẫu nhiên thế này sao mà trời ơi. Em thằng 16, tao biết thằng 16 có những cái gì đấy nhá. Uầy. Hả? Anh làm gì đây? Tao có chức năng hỏi làm gì? Dưng mẹ ra gần hỏi sợ thế chả? Thằng này có dấu hiệu này. Rồi. Ông này như bú đúng Canada rồi, ông này bú đúng Canada rồi sao? Im thế? Không bú Canada rồi. Không, mọi người, nghe em nói. Anh Khôi anh nói đúng rồi. Ông này bú đúng Canada. Ừ, đấy. Chắc luôn mà, vừa cũng chắc chắn. Đúng rồi. Ông này chắc chắn bú. Từ, ông này mẹ sao không thể nói gì, không phản bác à? Hay ông này đa nhỉ? Phản bác đi ông ơi. Phản bác. Bú. Không có đa xong đấu 16 đa. Thế thì ông này là vịt. Đúng rồi, có một đa. Chắn mà vật rồi anh ơi. Chỉ có vịt đa đa rồi. Chỉ là một là vịt hay là đa thôi đúng không? Một trong hai thôi. Không đa đa 16 thì chị Mân đấu. Không có xong đấu anh ơi. Đó chị Mân hay sao chứ? Không đấu gì có chịu được. Anh có chịu ưng hay là có ấy nhỉ? Ẩm chém nhầm rồi.
bỏ qua chắc không có chuyện chim ưng á, có chuyện chim ưng ông mà dân phòng khác chấm ngầm phòng dân phòng không ui ui gián điệp vô tội này chim ưng á, chim ưng á, chim ưng nha. Ô thế là chết đấy. Quay. Ôi mẹ, tao đứng đây thế mà không thằng nào chém tao. Chứ gì à, toàn người tin tưởng được ấy đúng không? Toàn người tin tưởng được ấy. Cứ mà tao lại ghét. Trong bộ này đông thế. Ôi, bám sát không mày nhỉ? Chắc tao sắp đi rồi đấy. Thế tại có đấy. Ngẫu nhiên mà. Anh không biết thế nào. Nói chung là tao cứ được ghi một chỗ thôi. Ừ, cứ được ghi một chỗ thôi. Anh cứ đứng đây đấy. Tao vẫn đứng đây đấy. Đứng đấy. Không đi đâu cả. Ơi, bom à? Bom. Chạy bom. Anh có ném bom. Tao ném con cặc, tao đứng im mà. Tao đứng im, tao ném được gì? Chạy. Từ hang xuống ra. Ông nào nổi ấy? Đây này, sắp Việt ca, Việt ca. Vừa lúc ấy lần cuối nhìn thấy ở đây Việt ca. Quả gì đấy? Này, tôi thấy ít nhiều rồi. Tôi thấy ông quấy từ trong cái hang xương ra. Bình thường người ta bình thường người mà. Ông quấy như này nè. Em đi tìm người. Em bị lạc. Nhưng mà từ trong hang xương này chỉ có vịt mới vô đó được thôi mà. Không. Tôi thấy từ ông từ hang xương ra có anh Khôi ở đó. Không. Em đi bên em mắt đi này, bên phải qua mắt mà. Tôi ở đó mà. Không. Tôi có một người đặt bom này, có một ông đi với tôi nè, xong bị đặt bom nổ chết. Không phải. Cái tôi chạy lên anh nhìn nhầm rồi. Nhưng mà cho nhìn đi ông bị ca cho anh. Sao nhìn nhầm được? Cho anh hỏi cái là tại sao đến tận 6 người 2 4 người chết nữa nhỉ? Mà một bom nổ vậy ba người kia là bị chém à? Hai người chết rao đầu rồi mà, hai người chết. Không, anh ơi. Đâu chết rồi nhá. Ờ đúng rồi. Hai người rao đầu chết rồi. Hai người rao đầu chết rồi, một người lúc mà bom nổ ở phía chỗ anh đứng ấy, anh đứng đầu ở phía trên ấy. Ờ. Là hai người đời người đấy là ba. Người đấy hai là người ba bị chém. Nhưng mà không câu giờ này. Khi mà nhưng em xuống từ trong hang xương ra xuống chỗ đường phố, chỗ đường phố và quét ở chỗ đường phố thì nhầm rồi. Sao mà nhìn nhầm được tôi lúc nói... đó sao nhìn nhầm anh không nhìn thấy không lúc đó có anh sợ rồi đây để anh nói lúc đấy là anh đi lên thì anh thấy có Việt ca hay thằng quấy hai thằng chạy đuổi nhau ở trên đấy tao sợ quá tao té luôn đấy đấy là quấy quấy trong hang xương quấy thì tao không biết là thằng nào lùa thằng nào ông từ trong hang xương ra từ trong hang xương thì hai thằng lùa nhau trên đấy tao sợ quá tao té luôn em đi trước mà em trước mà có gì Việt ca quấy không Việt ca lúc ấy tôi xoay được mà Việt ca ấy tao bị gián điệp sao rồi này tao bị gián điệp sao rồi này tao lộ này lúc không có kiện cũng bị gián điệp á. Nó có ai trong này à? Sao mẹ vào đây một mình vậy? Ôi, không sao anh. Em canh nó. Còn ba người. Ta gặt lúa đấy. Cần em. À, vịt chết không làm nhiệm vụ gì cả. Bây giờ nhá, từ cho Simic, Simic. Lúc đấy ban đầu là có Việt ca Elsa và ai nữa? Việt ca Elsa và ai nữa ở trong đấy? Có tôi, Việt ca Elsa. Xong về sau có một vài người vào thì mới có bom. Thì
thêm nữa. Có một vài người vào thì tôi có này, tôi có. Một lúc sau là có Wong này. Không không, nếu Khôi thì không thấy không thấy. Anh ở dưới, anh ở góc dưới với cả Khuất, anh ở góc dưới với cả Khuất. Đúng đúng. Bây giờ một anh bảo này, nếu như là mình lúc đấy nhá, nếu mà đi từ hang xương ra thì anh thấy Việt Ca đi cùng với Quấy, thì bây giờ giết Quấy thì mình giết nó Việt Ca. Em nhắn Ron là em là người báo. Bây giờ em bảo này, bây giờ từ từ cho Simic, cho Simic. Để bạn kia nói đi. Trong số Minh Black, trong số 4 người phía bên bên trên góc phải của mình, là trong số 4 người đấy một người là Bom chắc chắn. Thì là có những ai? Là có những ai? Nào Minh Black, lúc tôi vào phòng ấy, theo với cả John. Trong 4 người đấy. Bởi vì lúc tôi vào phòng là lúc trong phòng mới có 4 người thôi, về xong là một đống người đến đấy mà. Tôi đâu phải là người đến cuối đâu. Tôi là người chỉ có 4 người đấy. Một trong 4 người là những ai? Trời ơi. Minh Black, Trinh Hảo Trang, Vít theo với ở John. Em bảo rồi mà. Sao lại có cả mày? Minh Black bị dính điểm. Sao lại mày lại biết thông tin đấy? Bởi vì lúc đầu trong phòng đấy chỉ có 4 người. Thì ai đang cầm bom? Ai cầm bom nó không biết. Nói chuyện như thật. Thôi anh xin. Mẹ mấy thằng này tỉnh rồi đó, nó vào luôn mà. Nó thằng nào vào đây cho mình chém luôn mà. Mấy thằng này tỉnh thế nhở. Thôi đừng thôi. Đi đông nè, Này, hang xương này. Thôi. Này. Bên đây là thấy người ra nè, tụi mày thấy người ra nè. Thấy người ra là vớt luôn nè. Xài cho ta nha, Đặt chuông. Dạ. Đi chung. Ui, thằng John. Đây này, lúc nãy anh thấy thằng Việt Ca đi từ đây ra này. Đây. Vô lý đúng không chị? Đây này. Bây giờ đứng đây nhìn ai ra cái là biết liền Việt Nam. Nó không đi được đấy sao? Đi nè. À nếu nó không đi được đấy sao? Đi đường đó thì giờ chịu hay sao? Giờ. Làm nhiệm vụ đi. À là chuyện như thật thì thế đây. Làm nhiệm vụ quá. Ôi, bên này có 2 thằng nữa này. Ô, có thêm thằng nữa lên, 3 thằng, thằng Elsa mới từ đâu ra lên này. Dạ, mình đúng ở ngoài kia nãy giờ mà. Gặp mọi người nãy giờ thôi, không đi lẻ đâu. À, mày chúng mày có nghi thằng nào không? Đây, coi bom nha, coi chừng Black. Có ông Minh Black đâu. Là ông Minh Black. Mày nghi thằng nào? Coi chừng Black, coi chừng bom. Minh Black rồi ta. Minh Black đúng không? Đây, đi tìm nó. Đi tìm nó. Thế đó đéo đâu, sao mày dẫn ra đi đâu đây? Đang soi. Đi kiếm anh. Kiếm vào đây. Tao chứng minh năng lực. Bỏ trốn đâu rồi nhỉ? Đúng mất rồi. Cắt lúa cái. Ok.
Ôi, để em soi bên ngoài cho. Cờ chỉ đất bộ kiều nhỉ. Có cả bom nè. Anh có mấy vịt ta? Ba vịt cơ mà, sao mày biết được là ngoài bom ra thì không còn hai vịt nữa ở đây? Sao bọn em tự tin là giết được một vịt thế? Một con vịt chết từ đâu rồi, một con vịt chết không, tại vì là đứa nào? Con vịt chết. Trời ơi, uống Canada đấy. À. Ừ, đúng. Quái này anh già rồi đó, đúng già rồi đấy. Anh già, anh xin lỗi. Sao trông sống còn mỗi 4 người còn sống đấy nhỉ? Không, yên tâm, còn đâu. Sao? Mẹ bán này. Bán này có ám sát không nhỉ? Ra mẹ chức đăng đi. Không có, em lộ rôn từ lâu rồi mà, có chết đâu. Mày á, mày lộ rôn là gì? Rắn. Em kẻ dính mò bị rắn. Em rắn điệp à? Em rắn điệp nó xoay Thì đã, tao đứng vào đây đấy. Đấy thôi, em xoay bên ngoài từ lấy giờ đây á. Xoay bên ngoài mà. Úi, tao này đi từ xương vào thoải mái vậy. Ơi, áo ghê bác. Ôi, nhiều không? Nãy giờ có ai cả, có mỗi một vịt teo đi vào này. Có khi nào ông giết hết mọi người rồi không? Ừ, đi. Không, nãy giờ bị lại. Đi kìa mọi người, em giống vịt teo giết hết rồi đi. Ê, trong chung thử có ai không này? Ghi thằng vịt teo lắm, nó chạy. Nó chạy rồi, đúng rồi. Thế đúng rồi. Lầm nó. Ra tay đi, ôi, ra tay đi thôi. Ra tay đi. Anh ra tay nhá. Tin không? Ra tay. Okay. Nó chạy rồi. Nó chạy kìa. Ra tay đi. Quay lại xung. Thôi đúng rồi, có mỗi ông này thôi. Sao chết nhiều thế? Nãy giờ mọi người ở chung ông đi, ông giết hết bên ngoài thôi. Ủa sao chết nhiều vậy? Không. Thì đấy mọi người đứng ở trong mà nãy lại bị đi lại. Thế em là gì à, Viettel? Dạ em ngỏng ba gan, nãy em khai rồi, em khai em Khuất rồi mà. Thế Khuất là gì? Có khi giết xong ngỏng. Em người đổi tiếng anh. Thế sao thằng này nó bảo? Ủa thế ông chạy làm gì? Không, tự tưởng bị nghi nhầm cho nên. Được rồi. Bị chém. Anh là cảnh sát trưởng, bỏ qua đi để anh xử nó. Để anh xử nó cho. Ok. Bỏ qua để anh xử nó. Chị Thảo Trang, chị. Ok, con đâu? Chị Thảo Trang fake roll vậy, chị Thảo Trang fake roll. Nó có nói đéo gì đâu, bảo nó fake. À. Nó nói gì đâu. Chat cái gì vậy? Có chat gì kìa anh. Sao lại chơi chat? Thì mẹ chơi chat đi, ai đọc được. Thế bây giờ đổi 1-1. Cảnh sát trưởng giết Viettel. Cảnh sát trưởng giết Viettel. Được, để anh. Ok, 1-1. Giết Viettel. Ok. Chúng mày còn ghi thằng nào được không? Chết đi chung hết. Khuất à? Đúng rồi, Khuất đấy. Từ từ, tao xử thằng kia đã. Đây rồi. Bây giờ thằng Trinh nó cũng bảo nó ngỗng ba gan. Thế bây giờ tao tin thằng nào, một trong hai thằng? Hay là bây giờ như này? Không, bây giờ chưa như này. Tao chém một thằng còn lại. Rồi, thế mấy này đứng dịch ra. Chết này. Đúng luôn. Cái thằng Trinh là ba gang xịn à? À Trinh. Ai giết ông mà tôi yeah. Anh ơi, cung đao xong chưa? Chém mình Khuất này. Ôi, bật. Chém hết. Dịch nó chém hết. Còn mỗi mình là vịt ạ, thế mỗi tôi là vịt ạ, phải nhái cảnh sát trưởng thôi. Ủa, nó vẫn sống à? Thế thằng Khuất đâu? Anh Khuất gì em kìa? Ôi, đâu? Chém Khuất gì? Mày, ơ đúng luôn. Rồi xong. Tình hình là anh Khôi là vịt nhá. Ông Khuất ông là người nổi tiếng. Và tôi với ông Việt Cao, ông Khuất đã lên một kế hoạch là để cho ông ấy hy sinh. Đúng. Để xem mà check có phải là cái Khôi ơi, ông là vịt.
Anh là cảnh sát trưởng. Anh là cảnh sát trưởng nhá. Thế thằng Elsa là có vấn đề này. Thằng Elsa là vịt này. Bây giờ mọi người có nhìn thấy tử vừa chết không? Ai nhìn thấy em lên cái hạt hết rồi. Thằng Elsa là vịt, thằng Elsa là vịt. Người nổi tiếng vừa chết hết. Đấy. Thằng em lên cái hạt hết rồi, thôi ạ. Riêng người nổi tiếng chết là mọi người đâu có thể nhìn thấy được này là chết. Thằng Elsa là vịt này, thằng Elsa là vịt này. Con vịt này là rơi vào kế hoạch này hơi luôn. Không phải anh, không phải anh. Không phải anh. Bởi vì lúc đấy anh còn không kịp ra tay anh chém mà. Thôi thôi, bảo qua em, bảo qua em thôi. Thôi, bỏ qua cho anh khui khui. Cày thế nhở. Tôi bảo, ủa tôi bấm bỏ qua này. Ủa tôi bấm bỏ qua mà. Chính này thôi nó. Chính thôi nó. Không được. Ôi. Cảnh sát trưởng bị bom lỗ. Tôi ông là ghét quá mà khúc ơi. Không bảo vệ tôi. Đấy tôi bảo là ông Khuất, ông Khuất là vai trò chính ở chỗ này được mà. Ờ ha, nó luôn nó khai người nổi tiếng rồi đéo nhớ. Ông người nổi tiếng. À để chúng nó lừa cho thế bao giờ không. Tôi ông là ghét. Cảnh sát trưởng ơi, cảnh sát trưởng. Đã mà gần đây có để chúng nó lừa. Lê Khôi. Cảnh sát trưởng Lê Khôi. Quá là cảnh sát trưởng là cảnh sát trưởng bị bom bom lỏ á. Bắt được ngay con vịt. Ông nào xương ra mà. Đã mà gần đây rồi.